yo, what's up hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình của Gambit Retro Game Official Channel. Wow, cái bóng đèn đằng sau hơi chói nhỉ. Anyway, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập review tiếp về một sản phẩm mà vừa mới về sau khi mình phui cả đống này xong. Yeah, a mess, đập rác. Thì mình đã phui được cái đống này. Thì ở đây thì nó chỉ là một mớ hỗn độn thôi, một mớ khổ lớn thôi. Nhưng mà trong này thì có một thứ, nó sẽ là một món đồ sưu tầm cực kỳ giá trị và bây giờ sẽ phải bóc ra chứ nhỉ. Con dao thần thánh. Thì đây là một trong những món đồ mà mình đã chờ rất là lâu để có cơ hội để mình được sưu tầm nó. Nhưng mà mình chỉ cần thêm tầm khoảng là mình chỉ cần thiếu một bản PlayStation và một bản PS2 thôi thì cái series game này nó sẽ đủ bộ. Và đây là một trong những series game mà nhiều anh em đã quá biết rồi. À mà quên mất là còn thiếu phiên bản 4 nút nữa. Đó. Ok, mình sẽ bóc nó ở đây. Thì mình vừa mới order cái này cách đây được 3 ngày. Và ông anh ở trong Nam, ông ấy ship ra khá nhanh. Và cảm ơn anh đã tài trợ cho chương trình của em. Một chút sponsor. Ok. Thì trong số hàng này thì có những cái đĩa game. Ở đây tất cả đều là đĩa game anh em nhé. Đó, nhìn dây cổ này. Thì có những đĩa game mình sẽ bán trên hệ thống của shop. Hoặc anh em có thể là liên hệ qua một chút trên thông tin của mình. Và link mô tả mình sẽ để ở phía dưới phần comment. Anh em nhớ đón xem và đừng quên check my shop và cũng như là ủng hộ mình, cũng như là ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Tầm sáng thì nó cũng hơi sáng rồi. Ok, mình sẽ chỉnh một chút. Alright. Ok. Thì đây là một đống đĩa PS1 và PS2. Như anh em có thể thấy đây toàn là đĩa hàng out thôi. Không có cái nào là hàng fake cả. Đây chúng ta có Final Fantasy 9 đĩa 1. Final Fantasy 9 Speed Racer. Tất cả game đây đều hệ PAL nhé. Có một vài game nó là hệ US rồi. Còn có cả Power Ranger đây anh em ạ. Siêu nhân Power Ranger. Hình như Super Legion này là phiên bản tổng hợp của tất cả các Power Ranger đó. Đó nên từ mình cũng chưa chơi bản này. Đây cũng là một game PS1. Đây là game đua công thức 1. Anh em nhìn xem, tất cả toàn là hệ PAL Đức và PAL châu Âu á. Hot Wheel, cho anh em nào mà còn nhớ đến Hot Wheel. Ở đây thì cũng khá là nhiều. Có một số game còn chạy đĩa CD này, Compact Disc này. Đằng sau ổ màu xanh. Bây giờ kiếm được một chiếc đĩa PS2 mà chạy CD mà màu xanh như này không phải là đơn giản đâu. Còn game đua xe tiếp này. What we have here? Mortal Kombat 4. Bản xịn nha anh em. Bản xịn nha. Đó. Này là phiên bản hàng real luôn chứ không phải fake. Nếu mà bình thường mà bên shop mình mà bán hàng fake ấy, chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà nó trong suốt được như này đâu. Đi đi, trust me. Indiana Jones. Đó. The Simpsons. Nhẹ nhõ Spider-Man cho anh em nào thích. Và con game iToy Play sử dụng cho iToy. Khá nhiều ở đây luôn. Khá nhiều game ở đây luôn. Trong đấy có game tùy đáng nhất là Ultimate Spider-Man. Winning Eleven Pet đây. Oh shit. Đã còn chúng ta bị lạc lối bởi một game Wii Sport Resort. Tôi sẽ giữ lại game này. Game này tôi sẽ đéo thể bán được. Đấy, cứ dính đồ Wii ở đấy. Blackmaster X. Tôi không biết là cái con game này là game gì cơ. À, hình như game này game có cá. Như kiểu Sega Bass Fishing ấy. Zeus High. Đấy, là Zeus High. Số con thì thôi, hết rồi. Quá, hết rồi. Cũng không đi cả. Và cái cuối cùng, trong cái cuối cùng nó là mình sẽ mở nốt cái phần là ni lông ở đây. Ông anh ấy bọc khá là chắc. Đó, mình khá là thích của cái ông anh đầu cuối này.
Tiếp tiếp đến là chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay, đó là Metal Gear Solid 4 Gun of Patriot. Tại sao mà tôi lại muốn giới thiệu cho anh em hôm nay về cái con game Gun of Patriot này? Thì thứ nhất, đây là con game hệ Mỹ nhưng mà hàng xuất đi Canada, cho nên là còn có cả Mexico nữa sao ấy, nên là tôi thấy có cả tiếng Latin ở đây này. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề đấy, nhưng mà miễn đây là hệ Mỹ là được rồi. Thứ nhất, đây là một con game mà tôi muốn tìm suốt 2 năm rồi mà tôi không thể tìm được ở Việt Nam. Rất là khó, tại vì hồi trước tôi có tìm nhưng mà đa phần là Metal Gear Solid 4 Nhật, chứ không phải Metal Gear Solid 4 Mỹ. Mỹ cách đây tầm 3 năm trước tôi đã từng suýt nữa mua được một con này, xong rồi cuối cùng là cuộc đời mà, well, thật là các thứ. Thì đây là một con game có cốt truyện, nói chung là mở đầu cho Metal Gear Solid thế trên PS3. Phát hành lần đầu tiên vào năm 2008. Và đây là một trong những game bản kiểu tôi phải nói gọi là prequel đáng chơi nhất ở trên PS3. Nếu mà anh em nào giữ PS3 thì nên chơi thử cái con game này. Bây giờ, ok, đây là bìa mặt trước này, anh em có thể nhìn kỹ. Và đây là bìa mặt sau. Đó, khá là kỹ đúng không? Bây giờ tôi sẽ mở thử ra để xem vào bên trong có gì nhá. Rất là lâu rồi tôi chưa đi review game, từ hồi tôi đóng cái chương trình game console Indie 5 ấy. Hôm nay thì tôi làm lại cái content này một tí cho anh em gợi nhớ một chút thôi. Thì trong này chúng ta có sách này, chúng ta có sách hướng dẫn và chúng ta có đĩa. Bởi vì đây là game cho PS3 thời kỳ đầu cho nên là PS3 nó có một cái logo nó rất là Spider-Man. Để tôi check lại. Đĩa cũng không xước lắm. Nói chung là nhìn như này vẫn có thể tập được, vẫn trong suốt. Đây là đĩa game này, anh em xem qua nhé. Ok, tôi sẽ ghim lại vào đây một cuốn book này. Thì tôi sẽ check cái cuốn book này, tại vì một trong những cái mà tôi cảm thấy nó hay nhất ở trong các bản Metal Gear Solid ấy, đó là có cái phần nó được gọi là nói sao nhỉ, tức là nó có cái chuyện ấy, nó có một cái gọi, nó gọi là cái story ấy. Thì mỗi một cái book ở đây nó đều có một cái story. Đây, chờ chút này tôi lấy cho anh em xem. Ok, và tôi đã quay trở lại, và trên tay tôi hiện tại có thể so sánh giữa đây là Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty và đây là 4 Gun of Patriot. Cái mà điểm mà tôi cảm thấy nó giống nhau nhất ấy, ở giữa tất cả những cái phiên bản của Metal Gear Solid, kể cả Peace Walker ở trên PSP nhá, đó là cái manual này là một trong những cái rất là giá trị luôn. Cái mà tôi cảm thấy rất là hay mà khi mà tôi sở hữu Metal Gear Solid ấy, mà của tôi đây là bản gốc nhé, bản chính hiệu nhé, đấy là cái việc mà nó có cái này, nó gọi là cái instruction manga. Đây là một cuốn hướng dẫn chơi, hướng dẫn gameplay, hướng dẫn tất tỉ toàn bộ chỉ trong một cái câu chuyện manga. Thế kiểu giống như kiểu là anh em ngồi đọc manga, nhưng mà thay vì nó là một câu chuyện thì nó là gameplay hướng dẫn luôn ấy. Đó, đấy, nó khá là chi tiết. Tôi đã từng giới thiệu ở trong các tập trước rồi, anh em nào mà không nhớ thì anh em có thể tìm hiểu ở các kênh trước khi mà tôi giới thiệu về con Metal Gear Solid này. Và ở Metal Gear Solid 4 cũng y hệt luôn, nhưng nó chỉ khác là nó chi tiết hơn rất là nhiều. Nó chi tiết hơn rất là nhiều. Nó khác với cái phiên bản ở trên PlayStation. Đấy là nó không có in màu, mà thay vào đấy là như kiểu comic đen trắng luôn ấy. Thì cái comic đen trắng ấy, đây, nó còn có cả một cái, nó gọi là mission briefing luôn, tức là có nghĩa là một cái phần cốt truyện mở đầu luôn. Đó, nó như này. Và lại còn có cả hướng dẫn cách chơi, cũng có hướng dẫn cách chơi, nó trực quan hơn, nó lại theo kiểu ở dưới là sẽ là dịch kiểu gọi là giải thích cho anh em xem là ok cái này nó điều khiển như nào, và ở trên là một cái hình như này rất là sinh động. Cái mà tôi cảm thấy rất là thích nó nằm ở cái chỗ này đó, anh em nhìn chưa, đây, ok, đây này. Và sau những cái book mà của những cái tựa game mà bây giờ cái Solid này nó khá là dày, và tôi rất là thích ở những cái điểm đấy.
Tôi cảm thấy là hôm nay là rất là may mắn, tại vì đã săn được phần 4. Chỉ còn thiếu mỗi phần 3 thôi. Phần 3 thôi. Đây. Đó. Kojima đây. Đó, để được Fox. Thì xét về tương quan lực lượng thì hiện tại là bây giờ tôi đang thiếu một phiên bản của NES, một phiên bản trên PS1, một phiên bản remake là được, đúng rồi, một phiên bản remake trên GameCube là 2 bản, một phiên bản PS1 là 3 bản, một phiên bản 3 và bản 3 mở rộng nữa là 5 bản, portable up 6 bản, nói chung là khá là nhiều. Và phiên bản phần 5 thì thôi, phiên bản phần 5 thì tôi cũng chẳng cần thiết là phải kiểu đi săn tìm mới đến mức như này, tại vì cái phiên bản phần 5, nhưng mà nói thật bảo chứ bản Ground Zero ấy tìm được bản Ground Zero ấy thì nó khá là dễ tìm, tại vì anh em có thể tìm ở trên PS4 tìm game thì nó bán khá là nhiều, nhưng mà nếu mà bảo mà bản tìm thì bản 3 gốc ấy mà là trên PS3 thì rất là ít đó. Yeah, dù sao thì tôi cũng đã tìm được một số phần. Wow. Và cảm ơn anh em đã xem, và đừng quên nhớ like, subscribe, và đừng quên là hãy để phần bình luận ở dưới, và có những game gì mà muốn tôi livestream cho anh em xem thì anh em cứ việc chia sẻ, và đừng quên là ủng hộ shop tôi nhá. Ok, bye bye. Thanks, arigato to watching.